không thì cháu ở trong nó tạm lấy bình để uống này. Để nước này đun sạch cái gì này? Đun sạch cái nước lên dưới nhà ấy, bình lên. Nếu không mua thì cắm nước này lên chắc vào cái đấy được. Cắm cái nước ở dưới bình lên rồi cắm sủi đã sao cháu để nguội đã sao cho chắc là bình ấy được thì uống tạm. Sao lại có quỹ để mua hẳn TS chú Miu uống? Thôi, cái này là vì là được rồi. Đâu đang bảo là mua TS chú Miu cái nước ấy. Cái chai mua thùng ấy có mấy chục.